Quý vị thân mến, tai biến mạch máu não là bệnh lý gây tử vong đứng top 10 thế giới theo thống kê hàng năm của Tổ chức Y tế Thế giới. Bệnh nhân tai biến nếu không được cấp cứu đúng cách và kịp thời sẽ có thể để lại những biến chứng nghiêm trọng cho cơ thể hoặc có thể dẫn đến tử vong. Việc chẩn đoán rất là quan trọng để phòng ngừa các mạch máu bị vỡ hay bị tắc. Hiện nay thì với tiến bộ của y học, việc chẩn đoán sớm và điều trị mang lại hiệu quả gì? Các dấu hiệu cảnh báo sắp xảy ra cơn tai biến mạch máu não như thế nào? Việc xử lý ban đầu ra sao là đúng? Tất cả những nội dung này sẽ được chuyên gia chương trình Alo Bác sĩ giải đáp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tai biến mạch máu não là một dạng mà ở đó hoặc là máu lên não nuôi cả cái mạch máu não nó bị tắc, hoặc là cả cái mạch máu não nó bị vỡ, nó gây chảy máu ở trong não. Và các cái dấu hiệu mà cảnh báo của một bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, nhất đó là bệnh nhân có biểu hiện tê hoặc là yếu một nửa bên người hoặc là tay hoặc là chân. Thứ hai là bệnh nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Thứ ba thì bệnh nhân có thể là bị nó ngầm, đột ngột tự nhiên bệnh nhân cảm giác thấy mình nói khó, nói lắp bắp hoặc là nói không thanh tiếng, thì đó cũng là một cái dấu hiệu để của cảnh báo cho mình bệnh nhân bị tai biến. Các cái bệnh nhân lớn tuổi mà bị tai biến thì thường là xuất phát từ có bệnh lý đi kèm, chẳng hạn như là tăng huyết áp hoặc là tiểu đường hoặc là các cái dị dạng mạch não. Thì ngày nay cái tuổi mà tai biến ngày càng trẻ thì một phần là do cái lối sống công nghiệp, hạn chế vận động thể lực, béo phì, sử dụng các cái chất kích thích nhiều hơn, hoặc là một số thì có thể là sử dụng cái thuốc tránh thai, nó làm tăng nguy cơ tăng đông cho trong mạch máu. Một số khác nữa đó là các cái dị dạng mạch máu não, thì nếu mà chúng ta không tầm soát các cái trường hợp dị dạng mạch máu não này, và khi mà huyết áp nó tăng vọt lên thì có thể gây vỡ các cái dị dạng này và gây xuất huyết não. Thì các cái phụ thuốc lá một cái vấn đề rất là nghiêm trọng trong cái xã hội chúng ta hiện nay, và nó có thể làm cho gây ra cái nguy cơ là bị nhồi máu não. Một bệnh nhân sau khi bị tai biến mạch máu não thì cái mà đáng sợ nhất đối với cuộc sống của họ đó là cái sang chấn về mặt tâm lý. Thứ hai nữa đó là họ gần như là mất hết cái khả năng để mà hoạt động thể lực, và từ đó nó sinh ra cái trạng thái phụ thuộc vào gia đình. Và không có cái giảm thiểu cái khả năng lao động. Tệ hơn nữa thì đó là bệnh nhân sẽ phải nằm tại giường. Những cái vấn đề nhức nhối đó thì nó gây ra cái gánh nặng lên gia đình và lên xã hội rất là nhiều. Với cái công nghệ mà y học hiện nay thì có rất nhiều cái trang thiết bị khác nhau để có thể phát hiện ra cả cái yếu tố nguy cơ khác cho một cái bệnh nhân mà có nguy cơ tiềm ẩn của một cái tai biến. Chẳng hạn như là phát hiện ra huyết áp, chúng ta có thể sử dụng là cả cái máy đo hâu tơ huyết áp bằng cái phương pháp là đo 24 giờ liên tục. Đặc biệt là cả cái huyết áp về đêm, lúc mà bệnh nhân ngủ thì máy vẫn tiếp tục đo, và từ đó ta phát hiện ra được cả cái khoảng mất trung huyết áp hoặc là huyết áp tăng ban đêm mà bệnh nhân không thể chủ động đo được. Cái thứ hai nữa là có cả cái máy phát hiện ra, máy theo dõi nhịp tim 24 giờ có thể phát hiện ra được cả cái rung nhĩ. Để vì một khi rung nhĩ xuất hiện thì có thể là hình thành cái cục máu đông ở trong tim, và từ đó khi mà cục máu đông bắn ra khỏi tim thì có thể trôi lên não và gây ra cái tai biến mạch máu não. Thứ ba nữa là có cả cái phương pháp như là siêu âm động mạch cảnh để phát hiện ra cả cái mảng xơ vữa bám trên cái thành mạch mà dẫn máu lên não. Nếu mà cả cái chúng ta phát hiện sớm ra cả cái mảng xơ vữa này, chúng ta dùng thuốc để ổn định mảng xơ vữa, đồng thời dùng thuốc để ngăn ngừa cái nhồi máu não xảy ra, thì có thể giảm được nguy cơ. Và có thêm một cái kỹ thuật máy khá là mới, đó là chúng ta có thể sử dụng cái chụp MRI hoặc là CT để dựng hình các cái mạch máu não. Thì bằng cái phương thức này có thể phát hiện ra các cái dị dạng mạch máu não sớm, và từ đó có kế hoạch để mà điều trị sớm cho bệnh nhân. À,
Thưa khán giả của chương trình Alo Bác Sĩ, thì ngoài các cái trang thiết bị thông thường như là siêu âm động mạch cảnh, MRI sọ não để phát hiện và tầm soát sớm các cái nguy cơ về đột quỵ, thì ngày nay y học có những cái trang thiết bị tối tân hơn, đó là hệ thống chụp mạch máu não sọ nền. Thì cỗ máy này có thể giúp cho chúng ta chụp được mạch máu não, phát hiện ra được những cái đoạn mạch máu não bị tắc, từ đó có thể lấy được các cái cục huyết khối ở trong não ra ngoài và giúp tái lưu thông dòng chảy, từ đó cung cấp được máu lên mũi não sớm nhất có thể. Ngoài ra, trong các trường hợp xuất huyết não thì cỗ máy này có thể giúp phát hiện ra các cái dị dạng mạch não, các cái phân mạch não, để giúp cho các bác sĩ có thể là thả các cái dụng cụ vào đó để làm teo các cái dị dạng mạch máu não nó đi, để ngăn ngừa các cái xuất huyết não nó bị tái phát. Bên cạnh chức năng có thể chụp được mạch máu não và điều trị các cái trường hợp tai biến mạch máu não trong giai đoạn sớm, thì hệ thống máy chụp mạch sọ nền có thể giúp cho chúng ta điều trị các cái trường hợp khác, chẳng hạn như là nhồi máu cơ tim, đặt stent, hoặc là các cái trường hợp mà rối loạn nhịp tim chậm và các cái bệnh lý về các cái mạch máu khác ở trong cơ thể. Để mà giảm thiểu các cái nguy cơ của một cái tai biến máu não, thì việc thứ nhất chúng ta nên cái thăm khám sức khỏe thường xuyên để phát hiện ra các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như là có tiểu đường hay không, có tăng huyết áp hay không. Thì rất nhiều người rất là chủ quan với cái trạng thái này, có thể là mình bị tăng huyết áp mà âm thầm mà không biết. Ngoài ra, chúng ta phải giảm các cái thói quen cực kỳ không tốt, chẳng hạn như là hút thuốc lá hoặc là uống sử dụng các chất kích thích, rồi cùng tránh làm việc quá sức, và nếu được thì nên tăng cường tập thể dục thể thao. Thưa quý vị, các bạn, những tư vấn của Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, trưởng khoa can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương, đã khép lại chương trình Alo Bác Sĩ kỳ này. Trong chương trình kỳ sau thì chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung tiền sản giật khi mang thai có nguy hiểm hay không. Mời quý vị đón theo dõi. Xin chào tạm biệt.